Thông tin tại cuộc họp trên, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cho biết chuỗi lây nhiễm phát sinh từ chợ đầu mối Hòa Cường vẫn đang có nguy cơ rất cao và số ca bệnh tiếp tục tăng lên. Với 104 ca mắc COVID-19 trong ngày hôm qua, hiện chuỗi lây nhiễm liên quan chợ đầu mối đã có tổng cộng 1.302 ca mắc COVID-19, trong đó có 234 tiểu thương, 49 người đi chợ và 1.019 F1, F liên quan đến các ca mắc trước đó. Các điểm nóng liên quan đến chuỗi lây nhiễm này tập trung chính ở các quận Hải Châu, Thanh Khê và Cẩm Lệ. Từ khi bắt đầu phát hiện chuỗi lây nhiễm chợ đầu mối đến nay, ngành y tế và các địa phương đã xét nghiệm hơn 16.000 lượt người, đồng thời tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan để giám sát phù hợp.